hiện tại trước mặt mọi người là thủ phủ của California, tòa nhà màu trắng được gọi là tòa nhà quốc hội bang, dựa trên tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC. Tòa nhà đóng vai trò là một bảo tàng và là nơi làm việc của chính phủ bang. Du khách đến tòa nhà quốc hội có thể trải nghiệm lịch sử phong phú của California và chứng kiến quá trình hình thành lịch sử thông qua quy trình lập pháp hiện đại. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ đưa mọi người đi đến một nơi. Nơi này rất là đặc biệt, đó chính là thủ phủ của California, nằm tại trung tâm thành phố Sacramento, để cho mọi người xem thử tình hình ở đây như thế nào, đồng thời cập nhật sơ qua về tình hình mới nhất tại Mỹ để cho mọi người cùng biết. Thì bây giờ, mời mọi người cùng đi chung với mình nha. Theo thống kê của Worldometer, tính đến thời điểm hiện tại, hôm nay thứ Hai, ngày 27 tháng 4 năm 2020, thế giới đã có hơn 3 triệu người đã mắc nhiễm COVID-19, tăng thêm 53.000 ca nhiễm mới so với ngày hôm trước. Trong đó, thế giới cũng ghi nhận thêm khoảng 3.501 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong vượt hơn 210.000 ca. Cùng với đó, tổng số ca hồi phục trên toàn cầu là hơn 916.000 ca. Trong suốt mấy tuần qua, số người tử vong tại Mỹ tiếp tục với kỷ lục hơn 56.000 ca tử vong được ghi nhận cho đến ngày hôm nay, thứ Hai, vào lúc 1 giờ chiều, ngày 27 tháng 4 năm 2020, tăng thêm 910 ca so với ngày hôm trước. Tuy nhiên, so với mức tăng của những ngày trước, thì số ca tử vong mới này đã giảm đi rất nhiều. Số ca nhiễm mới tăng là 13.728 ca, nâng tổng số ca nhiễm ở Mỹ vượt mốc 1 triệu ca. Và số người hồi phục là hơn 137.000 người. Một con số rất đáng mừng phải không mọi người? Là quốc gia đứng đầu về số ca nhiễm và cả tử vong trên toàn cầu, tuy nhiên thì bất chấp cảnh báo của các chuyên gia y tế về các biện pháp giãn cách xã hội, người dân Mỹ lại xuống đường biểu tình và yêu cầu được đi làm. Và từ đây thì làn sóng đòi tái khởi động kinh tế cũng đã lan rộng đến nhiều bang. Hiện tại thì một số bang đã bắt đầu mở cửa trở lại. Ở mức thất nghiệp cao nhất sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, có 15,3 triệu người Mỹ thất nghiệp. Nhưng trong năm tuần qua, 26,5 triệu công nhân đáng kinh ngạc đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Trước khi kéo dài 26 tuần, với 26,5 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu, đã có 7,1 triệu người Mỹ thất nghiệp tính đến ngày 13 tháng 3, theo Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Khi các số liệu được kết hợp, nó sẽ tương đương với hơn 33 triệu người thất nghiệp. Một con số thất nghiệp rất nhiều phải không mọi người? Đó, mọi người thấy không? Đường phố nơi đây rất là vắng vẻ luôn, cho thấy sự tàn phá của con virus corona này. Corona này nó ảnh hưởng ghê gớm như thế nào? Nó làm khủng hoảng cả sức khỏe cộng đồng lẫn nỗi đau kinh tế. Nơi đây thường ngày mọi người đến đây rất là đông, mà giờ đây đã trở nên vắng vẻ và rất bình yên. Chỉ có vài xe qua lại thôi nha mọi người, rất là vắng vẻ luôn. Hiện tại là mình đang đưa mọi người đi đến tham quan một cái nơi rất là đặc biệt của tiểu bang California. Đó chính là thủ phủ của California. Hiện tại trước mặt mọi người là thủ phủ của California, tòa nhà màu trắng được gọi là tòa nhà quốc hội bang, dựa trên tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC. Tòa nhà đóng vai trò là một bảo tàng và là nơi làm việc của chính phủ bang. Du khách đến tòa nhà quốc hội có thể trải nghiệm lịch sử phong phú của California và chứng kiến quá trình hình thành lịch sử thông qua quy trình lập pháp hiện đại. Công viên tiểu bang đã tạm thời đóng cửa bảo tàng tòa nhà đại hội tiểu bang California, bao gồm cả việc đình chỉ tất cả các tour du lịch. Có hướng dẫn, tòa nhà được thiết kế theo phong cách tân cổ điển, phản ánh những ảnh hưởng của Hy Lạp và La Mã trong nền dân chủ của chúng ta. Cấu trúc được hoàn thành trong khoảng thời gian từ năm 1861 đến năm 1874.
tòa nhà và các căn cứ được liệt kê trên văn phòng của Sổ đăng ký địa danh lịch sử quốc gia năm 1973 và được liệt kê là di tích lịch sử California vào năm 1974. Với sự cống hiến lại vào ngày 9 tháng 1 năm 1982, kỷ niệm sự đóng cửa của dự án phục hồi trăm năm, tòa nhà đã trải qua một cuộc cải tạo lớn, được gọi là phục hồi tòa nhà Đại hội Tiểu bang California. Từ năm 1975 đến năm 1982 để khôi phục tòa nhà trở lại vẻ đẹp trước đây và cải thiện cấu trúc cho an toàn động đất. Mặc dù thường không được coi là nơi động đất, Sacramento đã bị hai trận động đất tấn công trong vòng vài ngày vào năm 1892, làm hư hại tòa nhà Quốc hội. Khi tình hình dịch COVID-19 tiếp tục phát triển, công viên tiểu bang tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn bổ sung để giúp đỡ với các nỗ lực của bang để giảm sự lây lan của dịch bệnh. Đó, mọi người thấy cái sự tàn phá của con virus corona này như thế nào rồi đó mọi người? Nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và làm khủng hoảng cả nền kinh tế của nước Mỹ. Nơi đây thường ngày mọi người rất là đông mà giờ đây cũng đã trở nên vắng vẻ và rất bình yên. Phải nói là rất vắng vẻ luôn đó mọi người. Không một bóng người. Chỉ có vài xe qua lại nơi đây thôi. Phải nói là rất là vắng vẻ luôn đó mọi người. Hiện tại nơi đây rất là bình yên và rất là vắng lặng. Và mọi người ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của mình. Và nếu thích video của mình, hãy cho mình một like, nhấn nút đăng ký và đừng quên chia sẻ với bạn bè và người thân của mọi người. Mến chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại với những video kỳ tới nha mọi người. Bye bye!